Đây là một cái video về thầy hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em cái cách học nhá, cái cách học khi mà các bạn tham gia vào cái khóa học Live VIP X của thầy Minh. Cái khóa học đầu tiên ấy, cái khóa học Live VIP X này, nó là cái khóa học mà do thầy Minh viết ra, tài liệu cũng do thầy Minh viết ra, là để cho tất cả các bạn và các em nắm vững được toàn bộ phần nền tảng kiến thức lý thuyết khóa học lớp 12 và tất cả các cái phần dạy về chia dạng bài tập cơ bản của khóa học lớp 12. Thế thì ở trong cái Live VIP X thì khi mà các bạn đăng ký khóa học, các bạn sẽ được ép vào một nhóm, đấy chưa? Thì ở bên trong nhóm Facebook đó thì ngay ở các bạn phải đọc kỹ những cái điều thầy dặn dò ở ngay phần ghim đầu tiên của nhóm. Thì trong cái phần ghim đầu tiên của nhóm đấy có một cái link, thì cái link quan trọng bậc nhất đó đó là cái link về ship. Thì khi kích vào cái ship này thì các em sẽ ra một cái link có tên là Live 2K6 nền tảng lý thuyết và chia dạng bài tập chi tiết đấy. Thế thì ở bên trong cái link này thì ngay đầu tiên đập vào mắt chúng ta nó sẽ là một cái bảng đầu tiên, đây là bảng về Live 2024. Đây là khóa học mới nhất nhá. Đấy, thầy dạy các buổi live và thầy cập nhật ở bên trong này. Buổi 1 đồng phân siêu tốc, buổi 2 tên axit và nhóm thầy cần nhớ, buổi 0, buổi 1, buổi 2, buổi 3, buổi 4, buổi 5, buổi 6, buổi 7. Đúng không ạ? Thế cột bên cạnh chúng ta là link tài liệu. Thì đây chỉ toàn bộ phần hữu cơ được thầy viết hết trong này nhá. Toàn bộ phần chúng ta học, toàn bộ phần bài tập về nhà của thầy Minh, thầy cho ở bên trong cái cuốn này 109 trang. Các bạn in nhé, các bạn đi in nhé. Như bạn hỏi là thầy có bán cuốn này không? Không. Cuốn này là cuốn tài liệu đặc biệt thầy Minh soạn riêng cho lớp offline và lớp live VIP, nên không bán, và nó các bạn đừng để lộ ra bên ngoài, bởi vì đây là tài liệu độc quyền chỉ dành cho tất cả các bạn và các em, không dành cho ai hết. Được chưa? Đấy. Thì đây là phần bài tập về nhà của phần bài tập về nhà và phần bài tập mà chúng ta luyện tập ở bên trong cái khóa là khóa nền tảng. Đây là cái cuốn sách chính. Đây là cuốn sách chính. Được không ạ? Ngay bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có các cái link của các buổi học. Đấy, các bạn chỉ cần kích vào những cái link buổi học này, các bạn sẽ coi lại các cái buổi học mà đã được học qua. Được chưa? Ok nha, đây là link các buổi học này. Các bạn kích vào là được. Đấy, thì đấy là cái nội dung chính. Đây là cái khóa học chính của chúng ta làm việc gọi là khóa học live, đúng không? Và cái buổi học live của chúng ta là sẽ học live hàng tuần, liên tục vào tối thứ tư và tối chủ nhật 21:30. Nếu mà học sớm hơn thì thầy sẽ báo trước ở trong nhóm lớp, nhưng mà nếu mà có sớm hơn chỉ sớm hơn tầm 30 phút đến 1 tiếng thôi nhá, không sớm hơn quá sớm nhá. Đấy. Đấy là xong này. Đấy là xong dành cho những bạn học live. Những bạn nào mà mất gốc, mà mất gốc trầm trọng ấy, thì các bạn mất gốc trầm trọng mà các bạn chỉ cần thế này thôi, các bạn chỉ cần vào học cho thầy ôn tập nền tảng là 1-2 buổi thôi. Được không ạ? Đấy là với những bạn mất gốc trầm trọng. Những bạn nào mà muốn lấy lại gốc của lớp 11 đấy, thì các bạn kích vào cái file, kích vào cái bảng cấp tốc lấy gốc này. Đấy, đây là toàn bộ phần lý thuyết của hữu cơ lớp 11 dành cho tất cả những bạn bị mất gốc trầm trọng nhé, trầm trọng nhé. Những bạn nào mà coi coi này, những bạn nào mà coi video buổi 1, buổi 2, buổi 0, buổi 1, buổi 2 này có thể không hiểu, thì các bạn cần phải vào cái file cấp tốc lấy gốc này. Đây, các bạn học cho thầy, học hết chỗ này nhá. Đây thầy có làm hết rồi đây, hydrocarbon này, ancol này, phenol này, anhít axit này. Được không ạ? Đấy. Nhá. Thế còn đấy, đấy là dành cho các bạn mất gốc nhá, các bạn có mất gốc cần theo dõi kỹ. Thế còn tiếp tục này, những bạn nào học đỉnh cao mà muốn luyện thi mục tiêu 9 đến 10 điểm thì các bạn sẽ click vào cái bảng là bảng tặng khóa video học sớm nhá. Trong cái khóa video học sớm này là thầy tặng các em, đây là khóa học bằng video. Và trong cái khóa học này thầy đã dạy hết toàn bộ chương trình khóa học lớp 12. Mục tiêu là gì ạ? Là khi học live thầy chữa rất chậm và kỹ. Có nhiều bạn học giỏi, các bạn sẽ thấy tốc độ đấy là tốc độ chậm. Thực sự là nếu mà là thầy thì anh thấy nó chậm, đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì lớp còn nhiều bạn mất gốc nên là phải chậm như vậy. Đa số các bạn lại bị mất gốc, đa số các bạn gặp những bài khó các bạn sợ. Thế còn ở bên trong cái khóa học này là thầy dạy hết toàn bộ kiến thức lý thuyết lớp 12 từ vô cơ đến hữu cơ nhá. Thì những bạn nào mục tiêu là 9, 9,25
9,5 đến 10 điểm thì thầy Minh khuyến khích các bạn học hết. Hiện tại trong lớp off của thầy Minh đã có 3 bạn học hết toàn bộ khóa này để chuẩn bị đi thi học sinh giỏi nhá. Thì thầy xây dựng như thế này để giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em học giỏi hơn. Ngoài ra đấy, thì thầy có bộ 10 đề lý thuyết ETE để luyện tập cái chương ETE đấy ạ. Chúng ta gần học hết cái chương ETE rồi nên có bộ 10 đề lý thuyết ETE đấy, có link bài giảng này. Bộ 10 đề bài tập ETE này, đấy có link bài giảng ở đây. Được không ạ? Chỗ này là chưa cập nhật về link tài liệu, thầy sẽ yêu cầu cập nhật link tài liệu ở đây nữa nhá. Ok. Đấy là những cái gì thầy hướng dẫn giải. Thế thì với những bạn mất gốc thì các bạn sẽ cần học như sau này. Mất gốc nhẹ thì cần xem ôn tập nền tảng hóa 11 hai video này rồi sau đó bắt luôn vào phần ST lipid. Cá nhân thầy khuyên nên như vậy. Bởi vì trong tất cả những cái bài học về ST này thầy cũng đã nói lại gốc cho chúng ta những cái gốc gì căn bản nhất. Còn nhưng mà nhiều bạn vẫn sợ thì hãy click vào cấp tốc lấy gốc để học từ lớp 11 nhá. Thế còn cái vấn đề của chúng ta học ấy thì từ nay chúng ta hàng tuần sẽ có một bài kiểm tra và thầy yêu cầu tất cả các bạn và các em hãy cùng làm bài kiểm tra để nhận được phần thưởng của thầy. Được không ạ? Đấy, rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Đấy, thế là thầy đã hướng dẫn xong cho các em cái cách học của chúng ta nhá. Các bạn chú ý nhá. Nhiều bạn cứ inbox cho thầy hỏi link tài liệu đâu đây. Có muốn cái này thôi nhưng mà nó là sách, các bạn in ra nhá. Nhiều bạn bất ngờ vì tại sao thầy tặng cả một cuốn sách, sách này do thầy soạn. Được không ạ? Rồi, ok.